Thưa quý vị, xác định việc phát triển các sản phẩm đặc trưng địa phương là xu hướng chiến lược để nâng cao sức cạnh tranh của các đơn vị doanh nghiệp sản xuất truyền thống trên địa bàn thành phố. Thời gian qua, Đà Nẵng đã triển khai nhiều giải pháp nhằm hỗ trợ liên kết, tiêu thụ và quảng bá các sản phẩm đặc trưng này trên thị trường nội thành nói riêng và khu vực miền Trung nói chung. Nhằm giúp doanh nghiệp tiếp cận các giải pháp thương mại điện tử, đẩy mạnh bán hàng, tháo gỡ khó khăn, thời gian qua, Sở Công Thương đã tổ chức nhiều hoạt động kết nối, hỗ trợ sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ như các hội nghị kết nối hàng Việt, OCOP, tuần lễ kích cầu mua sắm, phối hợp các ngành liên quan đưa vào hoạt động 4 điểm trưng bày, bán hàng, đang hoàn thiện và đưa vào hoạt động thêm 3 điểm, đã đều tại các quận huyện, góp phần giúp quảng bá rộng rãi sản phẩm đặc trưng của địa phương đến với người dân và du khách. Nhiều cái sản phẩm địa phương rất là ngon, rất là phù hợp. Và chú theo chú giỏi chú biết thì chú thấy rằng đây là nó cái sản phẩm mà cái an toàn thực phẩm mà cũng hợp vệ sinh, nên vậy là chú trong mong ngồi sau các anh em nó là làm còn ngày còn tiến bộ để rồi cho nó phục vụ cho cộng đồng, cho xã hội. Để những sản phẩm đặc trưng của thành phố đứng vững hơn ở thị trường sân nhà, Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng cũng đã xúc tiến kết nối các chuỗi siêu thị lớn, trung tâm thương mại trên địa bàn, tập trung mở rộng các quầy hàng sản phẩm đặc trưng vào các chợ hạng 1, hạng 2 của thành phố. Nhờ vậy mà thời gian qua, đặc biệt là trong mùa cao điểm du lịch hè, các sản phẩm này được quảng bá rộng rãi hơn ở các chợ truyền thống và chợ du lịch trên địa bàn. Những cái sản phẩm của Đà Nẵng thì rất là phong phú, hay là chất lượng gì thì mình thấy là ổn, chất lượng ổn. Giá cả thì mình thấy là hầu như ở Đà Nẵng thì không mặc cả được, giá cả rất là chuẩn luôn á. Đó, người bán cũng rất là thân thiện. Không chỉ đưa sản phẩm đặc trưng lên các kênh tiêu thụ, mà các chương trình khuyến mại cũng đã được các đơn vị bán lẻ triển khai. Đây cũng là một trong số giải pháp kích cầu tiêu dùng, thu hút nhu cầu mua sắm của du khách khi đến với Đà Nẵng. Hiện tại chúng tôi đang có chương trình khuyến mại dành cho khách hàng. Nếu như khách hàng đặt hàng mua online, thì chúng tôi sẽ có chương trình giảm giá 3% cho tổng hóa đơn cho khách. Và còn về cái vấn đề mà chúng tôi đáp ứng cái hàng hóa, thì chúng tôi đã chuẩn bị một cái lượng hàng hóa rất là phù hợp để cho đáp ứng được cho bà con rồi mua hàng. Hiện nay, toàn thành phố Đà Nẵng đang có 3 chương trình liên quan đến sản phẩm đặc trưng của địa phương, gồm mỗi xã một sản phẩm OCOP, sản phẩm thương mại đặc trưng, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu. Tổng cộng có 90 dòng sản phẩm được chấp nhận của 59 đơn vị doanh nghiệp, 27 hộ kinh doanh, 6 hợp tác xã và làng nghề.